Khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, mỗi ngày trên đường Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội rất đông phương tiện xe máy đi ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lưu lượng phương tiện giao thông theo hướng từ Hoàng Mai về trung tâm lớn. Người dân muốn tiết kiệm thời gian di chuyển nên đã tìm cách đi ngược chiều. Không chỉ vậy, ngay khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, các phương tiện còn bất chấp nguy hiểm quay đầu xe, xuống xe giác bộ để né tránh sự kiểm tra của cảnh sát giao thông. Khi lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện những người đi xe máy mô tô trên hè, thì một là người ta giác bộ thành đoàn để đi vào các ngõ gần đó. Và thứ hai nữa là người ta lại quay đầu và đi theo hướng của mình nhưng dẫn ra rất là nguy hiểm. Thì khi quay đầu thì sẽ không quan sát được cái chiều đi chính, sẽ dẫn đến tai nạn. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính những người đi ngược chiều, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với các phương tiện khác. Các trường hợp vi phạm sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, tùy vào mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, do đặc điểm dọc theo tuyến đường có nhiều hẻm thông nhau, nên công tác kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác, người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường bộ.